Món đặc biệt mà em biết thì là bánh mì ạ. Bánh mì ạ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Em nhé. Trường cấp 3 của tớ. Trường Trung học Phổ thông Nhã Nam được thành lập năm 2000. Trường có địa chỉ tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trường cấp 3 của tớ. Đây sẽ là chuyên mục giới thiệu về các ngôi trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, là một góc nhỏ ghi lại những hình ảnh thân quen, nơi mà các bạn luôn tự hào. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ dẫn các bạn đến ghé thăm Trung học Phổ thông Nhã Nam. Cũng sẽ có một cô gái rất là xinh xắn đồng hành cùng mình. Xin giới thiệu với mọi người Thu Yên. Xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu, mình là Lương Thu Yên, học sinh lớp 13 trường Trung học Phổ thông Nhã Nam. Sau đây mình sẽ cùng các bạn và dẫn chị Ngọc Bích đi thăm ngôi trường Trung học Phổ thông Nhã Nam của mình. Bây giờ thì cùng mình và Thu Yên vào trong trường để xem là ở Nhã Nam thì có gì thú vị. Đi thôi. Vừa vào sân trường thì thấy là ở Ánh Dương còn có dịch vụ chụp kỳ yếu siêu hấp dẫn. Những bộ kỳ yếu siêu chất siêu ngầu chỉ từ 189k. Lớp mình muốn chụp kỳ yếu, alo hotline anh chị tư vấn nhé. Và áo lớp là điều không thể thiếu của tuổi học trò đúng không nào? Lớp mình muốn đặt áo, cứ để anh Dương lo. Vừa đi vào sân trường thì mình thấy Nhã Nam có một khoảng sân rất là rộng, và đặc biệt là ở trong trường thì có rất nhiều những cái bảng biển kỷ niệm 20 năm. Thế thì không biết là ngày đấy thì bọn em có những cái hoạt động gì đặc biệt? Trường em đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào ngày 14 và ngày 15. Trong đêm ngày 14 thì trường em đã tổ chức giao lưu văn nghệ là giữa các lớp, và đến ngày 15 thì là ngày lễ để cho các anh chị cựu học sinh cũng như các cựu thầy cô giáo về thăm lại trường, thăm lại ngôi trường mình đã từng học và từng giảng dạy ạ. Rất là nhiều những cái bảng biển mà kỷ niệm 20 năm vẫn còn được đặt tại sân trường. Đây thì chúng mình sẽ đi tiếp vào phía bên trong. Xin giới thiệu với mọi người bảng tin khi tôi 18 tại Trung học Phổ thông Nhã Nam. Nhưng mà Thu Thảo, tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Xin lộn hết cả tên các em lên với nhá. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhá. Và Thu Uyên thì có vừa nghĩ là cái bảng này cũng hơi cua đúng không? Nghĩa là nó được di chuyển ra đây. Nhưng mà trên này thì cũng còn hai cái thông báo về xếp loại của lớp và danh sách các bạn đi học muộn. Nhưng mà bây giờ ấy thì cái bảng tin chính thức là nó được ở phía trên kia và cũng dán những cái thông báo rất là hay ho. Bây giờ chúng mình sẽ lên đấy. Xin chào. Người ta ở ngoài hít Mai Thúy, tôi ở nhà hít Ô Mô. Ok chưa? Đây chính là một gốc cây xà cừ đặt ở Trung học Phổ thông Nhã Nam. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, đó là trên cây nào cũng trăng những cái giàn nháy như này. Không biết là trường em đã trăng cái này từ bao giờ? A few moments later. 2000 years later. Vì bọn em tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường vào tối ngày 14 và tối ngày 10 và ngày 15 ạ. Vì tổ chức vào tối cho nên là trường em đã trang trí thêm đèn nháy, đầu tư thêm đèn nháy để cho trường lộng lẫy hơn ạ, vào đêm ngày kỷ niệm ạ. Cây nào ở trong sân trường cũng trăng giàn nháy, nhưng mà rất tiếc là chúng mình đang ở buổi chiều nên là không thể thấy là buổi tối cái cây này sẽ xinh như nào. Bây giờ chị sẽ đi lên cái bảng tin thực thụ để khám phá cho mọi người biết. Đường cắt cành của em nhá. Chúng em đi này. Ok, ok. Chết nha, chết chúng mày. What? Thời khóa biểu, điểm thi. Trưng điểm thi nên lên đây sợ thế. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Thế mình học dốt thì mình chết mất thôi. Ở đây là có điểm thi, điểm thời thi khóa biểu của các bạn. Vâng, đúng rồi ạ. Điểm thi. Vâng ạ, có cả tên em nhưng hôm nay em nghỉ thi ạ. Có cả tên em nhưng hôm nay em nghỉ thi ạ. Địa thì 20, còn lại chắc là em nghĩ là địa. Những môn là, còn tiếng Anh là thang điểm 100. Ê, có điểm trông thật là đáng sợ. Nhỡ đâu mình học dốt thì sao? Đây này. Đây, đúng rồi ạ, điểm xét tuần đấy. Lỗi tuần 14, 10A1, N đi học muộn. 10A3, NA dép lê, T dép lê thứ 6. 10A7, NT quần rách. Nhưng mà mắc lỗi có
nghiêm không? Trường em bắt lỗi có nghiêm? À, dạ có ạ, trường em nghiêm rồi ạ. À, những bạn như là mặc quần rách, không mặc áo đồng phục hay là đi xe trong trường đều bị bắt ghi hết. Nhưng mà các bạn vẫn lượn ở mầm ạ. Nhưng mà các bạn vẫn lượn ở mầm ạ. What the hell? Nhưng mà các bạn sẽ bị ghi. Bọn em sẽ có bao nhiêu khối một lớp? Wow. Nhưng không sao, ai thì cũng từng nhầm 3 mũ 2 bằng 6. Bọn à, em bao nhiêu lớp một khối? Bọn em sẽ có 8 lớp một khối ạ. Ở đây thì chị có thấy có 4 tòa nhà, thì bây giờ xin mời Thu Huyên sẽ giới thiệu cho mọi người. Vâng. À, giới thiệu với các bạn và anh chị, đây là dãy nhà A, là khu hiệu bộ của giáo viên. Còn bên tay phải là dãy nhà B ạ. Còn bên này là dãy C và khu mới kia là dãy nhà D ạ. Dãy nhà D cũng là khu mà em đang học đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Có một điều đặc biệt đó là dãy nhà kia là dãy nhà mới, vâng, nối liền với dãy nhà C, và các bạn mặc định đặt nó là D. Vâng, đúng rồi ạ. Dù nó không có chữ D ạ. Phía sau chúng mình ngày hôm nay chính là cái dãy hành lang được nối giữa hai dãy nhà hiệu bộ và dãy nhà C, và là nơi mà các bạn rất hay chụp ảnh đúng không? Đúng rồi ạ. Thì Thu Huyên đã chụp ảnh ở kia chưa? À, em chưa. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Tôi không thể hiểu được. Các bạn học sinh mà đi giới thiệu trường của mình thì rất hay giới thiệu cho mình những cái địa điểm sống ảo, check in hay là những góc xinh xắn khác ở trường. Nhưng mà bản thân các bạn thì lại chưa bao giờ trải nghiệm. À, do em đấy. Vì em rất là ít khi chụp ảnh. Lại một cô gái rất ít chụp ảnh mà cũng rất là xinh xắn. Ở phía trên kia để xin giới thiệu với mọi người lớp 11A1 của Thu Huyên. 11A3 ạ. Tôi xin lỗi, mình xin lỗi 11A3 ạ. Người lạ ơi. Kia kia. Sợ. Bây giờ thì xin giới thiệu với mọi người công trình thanh niên năm 2019 tại Trung học phổ thông Nhã Nam, và cũng chính là một cái con đường hoa ở đây. Đây này thì có hai dãy ghế ạ. Là dãy ghế đá thì các học sinh có thể ngồi đây nói chuyện, chủ yếu là chơi game ạ. Chủ yếu là chơi game ạ. Chủ yếu là chơi game ạ. Hai dãy ghế đá thẳng tắp, chủ yếu là ngồi chơi game ạ. Để giải tỏa căng thẳng sau giờ học ạ. Thực ra thì đây cũng là nơi mà các bạn có thể ngồi nghỉ giải lao sau mỗi giờ học, và đặc biệt là đây thì cũng chill chill. À, đặc biệt là bên cạnh này có một cái bãi rác mà Thu Huyên cũng vừa chia sẻ, là không hiểu sao nó lại là một nơi mà các bạn chụp ảnh sống ảo. Bây giờ mình đi vào đấy được. Phía bên này chính là khu đốt rác tại Nhã Nam, nhưng mà có một điều rất là đặc biệt là các bạn chọn cái bọn em gọi nó là cái gì? Lò đốt rác. Ừ, cái lò nhưng trước cửa để là nơi chụp ảnh. Vâng, thường có biệt danh là cửa lò ạ. Cửa lò, và Thu Huyên thì cũng đã chụp ảnh ở đấy rồi. Đặc biệt là ở đây thì cũng có cỏ lau, mỗi khi mà lau tốt thì các bạn cũng hay chụp ảnh ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ đi sang nhà đa năng. Phía sau chúng mình ngày hôm nay đó chính là nhà đa năng của Trung học phổ thông Nhã Nam. Và đây chính là cái nhà đa năng đặc biệt nhất mà mình thấy trong suốt tất cả các trường cấp 3 từ đầu đến giờ. Và bọn em sẽ tổ chức những cái gì trong này? Bọn em thể thao, thể dục thể thao ở trong này ạ. Có thể tổ chức những buổi ngoại khóa nhỏ ở trong này luôn ạ. Thi văn nghệ cũng tổ chức ở trong nhà đa năng. Khi mà học thể dục buổi sáng ngoài trời có thể mưa thì học sinh có thể vào trong này ngồi tập thể dục. Ngồi tập thể dục. What the hell? Còn bên này là khu sân thể dục đá bóng và bóng rổ của học sinh. Đây là sân bóng chuyền ạ. Đây là sân bóng chuyền. Và phía bên này thì cũng có đang các bạn học sinh đá bóng luôn. Hình phạt cho các bạn khi mà thua bóng đó chính là cõng nhau ạ. Cõng nhau. Đội nào thua thì sẽ cõng đội còn lại đi từ gôn của bên này sang bên. Và thủ môn thì rất là nhàn rỗi này, ngồi ghế. Địa điểm tiếp theo xin giới thiệu đến mọi người đó chính là căng tin của Trung học phổ thông Nhã Nam. Thế thì bình thường thì các bạn hay ăn gì ở đây? Bình thường thì các bạn sẽ ăn sáng như ăn bánh mì hoặc là xôi tại căng tin. Còn món gì đặc biệt khác? Món đặc biệt mà em biết thì là bánh mì. Bánh mì. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Em nhé. Các bạn hay ăn nhất đó chính là bánh mì. Thế còn bình thường là các bạn sẽ xuống giờ buổi sáng và giờ ra chơi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà chúng mình không vào đây đâu, chúng mình đi đây. Chúng mình té đây. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhà để xe. Và có rất nhiều xe ạ. What? Đúng, có nhà để xe có rất nhiều xe. Thế thôi. Hết rồi, không có gì ạ. What the
Xin giới thiệu với mọi người một góc rất là đặc biệt tại Trung học phổ thông Nhã Nam, đó chính là chỗ uống nước ạ. Chỗ uống nước. Chỗ uống nước thì gồm có hai loại nước, nước lạnh và nước nóng. Chỗ uống nước hai loại nước là nước lạnh. Chỉ có thế rồi à? Không, nhưng mà cái chỗ uống nước này rất là đặc biệt. Lần đầu tiên thấy cái chỗ uống nước mà nó ô xong nó có màu đỏ ấy. Đúng mà. Và các bạn thì mỗi giờ chơi thì các bạn sẽ xuống đây uống nước rất là đông. Và đặc biệt là ở đây thì các bạn uống số nước vừa mới treo anh quay phim. Đấy là câu chuyện thú vị nhá. Qua vòng khám phá Trung học phổ thông Nhã Nam thì chúng mình đã đi được rất là nhiều khu ở trong trường. Và đặc biệt là cảm thấy Nhã Nam là một ngôi trường rất là thú vị. Và đặc biệt là các bạn học sinh ở đây nữa. Thế thì bản thân Thu Huyên thì sao? Sau khi mà lớp 11 rồi, em cảm nhận về môi trường học tập, thầy cô hay là bạn bè ở đây như nào? Em cảm thấy đây là một ngôi trường rất là thân thiện. Thầy cô thì rất là luôn quan tâm và giúp đỡ học sinh. Còn các bạn học sinh thì rất là thân thiện, hòa nhã và luôn hòa đồng với các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ở Nhã Nam thì cũng hơi nghịch một xíu, nhưng từ nãy giờ cứ trêu chúng mình. Video khám phá trường Trung học phổ thông Nhã Nam thì sẽ phải dừng lại tại đây. Và hy vọng là một vòng khám phá của chúng mình đã giúp các bạn hiểu thêm về ngôi trường này. Đặc biệt là gửi lời cảm ơn Thu Huyên đã đồng hành cùng chị ngày hôm nay. Trường Trung học phổ thông Nhã Nam luôn chào đón những người bạn đến thăm và tham quan ngôi trường của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like cũng như là share video để ủng hộ chúng mình và đừng quên đăng ký kênh nhé. Video đã kết thúc nhưng mà sẽ có một phần nho nhỏ, đó chính là phỏng vấn Thu Huyên bất ngờ. Ba thầy cô mà em ấn tượng nhất trong trường? Ba thầy cô mà em ấn tượng nhất, cô giáo chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó. Cái gì nhỉ? Điểm tự hào nhất, điều gì tự hào nhất của ngôi trường ạ? Tất cả luôn ạ. Điều mà em cảm thấy tự hào nhất của ngôi trường là ngôi trường của mình rất đẹp. Đấy, hỏi gì nữa nhỉ? Tắt máy đi cô. Người bạn mà Thu Huyên thân nhất? Bạn thân của em là cũng tên Uyên và học lớp A4 ạ. Uyên. Vâng. Môn học ghét nhất? Môn học ghét nhất ạ? Thể dục ạ. Môn học thích nhất? Môn thích nhất cũng là thể dục ạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Thích nhất và ghét nhất đều là thể dục. Bởi vì môn thể dục thì phải vận động nhiều cho nên em cũng không thích, nhưng mà cũng nhờ có thể dục thì cũng được chơi. Cũng được chơi. Cũng được chơi. Mâu thuẫn, một cô gái rất là mâu thuẫn. Hỏi gì đây? Trường có nhiều chương trình gái đẹp không? Ô, trường em có rất nhiều luôn ạ. Đây là một chương trình có rất nhiều. Hỏi gì nữa nhỉ? Thu Huyên có thấy rét không? What the hell? Ủa? Ngày hôm nay thì chúng mình đã đến bây giờ thì chúng mình đã quay được hai trường và từ sáng đến giờ tôi rét quá rồi, thôi bye bye, tôi không quay nữa, bye bye. MC bị sổ mũi. Trường Cao đẳng của tớ đến đây là kết thúc. Quên mất, Thu Huyên cảm thấy như thế nào khi mà tự dưng anh chị đến đây và quay trường của em? Em bị sốc ạ, bởi vì em đang ngồi học thì bỗng nhiên có các anh chị đến quay thì cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Vâng. Nhưng mà cũng rất cảm ơn các anh chị đã đến đây để quay ngôi trường của em và để quảng bá ngôi trường của em hơn cho nhiều các bạn học sinh và nhiều người biết đến ngôi trường của em hơn ạ. Trung học phổ thông Nhã Nam thì các bạn học sinh rất là đáng yêu và thân thiện. Thôi bye bye thật, bye bye. Đừng sốc nhá. Nhớ sắp kênh cho chúng mình, đó là Ánh Dương Nhân Phong, và đặc biệt là kênh chúng mình sẽ đăng lên Facebook Đồng Phụ Ánh Dương. Bye bye. Cảm ơn các bạn Nhã Nam. Bắt đầu rồi á? Hôm nay mình rất vui. Rất vui được. Khi được chị đến thăm trường. Vâng, ok. Chị tên là gì ạ? Trao đổi với trường. Chị là Bích. Ngọc Bích. Xin chào các bạn. Tại anh ấy. Chưa tới anh. Thôi điện thoại anh vừa tinh một cái. Cái ô tô này đi qua nha. Anh nghe nói gì rồi? Này bạn. Xong anh bảo chúng nó chào nhá. Xong anh bảo chúng nó chào nhá. Chào tay nhà anh. Ok chưa? Chưa bao giờ. Em bây giờ cảm giác nó còn rét thành cả buổi sáng ngày hôm nay. Thế buổi trưa khả năng thì không chưa. Được, ok chưa.